Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái talk show để nói về xe của team xe tinh tế. Thì nhân dịp một cái chiếc xe rất là đặc biệt vừa ra mắt trên thị trường thì bọn mình tổ chức cái buổi ngày hôm nay. Như anh em cũng biết, đó chính là cái Yamaha Exciter 155 VVA. Và mình là Minh Trí ND, kế bên mình là Thanh Tùng 6868. Ngày hôm nay bọn mình sẽ nói về cái chiếc xe này, xem nó hay, nó dở ra sao. Thì có thể các bạn đam mê xe máy thì cũng đã biết là Exciter đã có tuổi đời lên đến 15 năm. Cái phiên bản đầu tiên ra mắt đó là vào năm 2005 với cái phiên bản chưa có côn tay, vẫn là 4 số tự động. Và theo từng dòng thời gian nâng cấp cho đến năm 2009-2008 thì chúng ta có cái phiên bản côn tay. Và đó cũng là một cái điểm dấu ấn rất là lớn của Exciter tại thị trường Việt Nam khi đã được ưa chuộng rất là nhiều và ngày càng phổ biến hơn. Thì Exciter nó có những cái điểm rất là mấu chốt để nó đem lại cái thành công cũng như là những cái sự yêu mến đó. Và tụi mình sẽ liệt kê ra một số những cái điểm nâng cấp có thể nói là rất là đáng giá cho cái phiên bản 2020 này. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi lần lượt từng cái điểm nâng cấp trên Exciter 155 VVA. Trước khi anh Tùng nói về những cái nâng cấp nó sâu xa hơn, nó mới mẻ hơn thì em có phát hiện ra một cái nó rất là thú vị, một cái điểm mà em rất là hài lòng trên Exciter mới cũng như là những cái chiếc Exciter thế hệ cũ, đó là cái hệ thống ống xả rất là lịch sự. Đó là điểm mà em đánh giá rất là cao. Okay. Tiếp đó là một cái nâng cấp mà em cảm thấy rất là đáng giá, đó chính là cái hệ thống chiếu sáng. Yamaha họ đã làm cái đèn COS của xe nằm ở trên kia di động, chứ nó không đặt ở phía dưới yếm xe như là cái một số cái xe khác, ví dụ là Winner X. Thì cái hệ thống chiếu sáng ở phía dưới xe là khi mở đèn pha thôi. Và đây là một cái điều mà em nghĩ nó rất là hay. Tại vì khi mà chúng ta đi vào ban đêm á, đặc biệt là với những cái chiếc xe như Exciter này kia, thì anh em thường có thói quen là chạy rất là nhanh. Và đúng rồi, khi mà vào cua, đặc biệt là vào cua, thì nếu mà cái đèn đặt ở cái ghi đông thì khi mà chúng ta đánh lái, cái đèn ánh sáng này thì đi theo ngay lập tức. Đúng rồi, nó không có cái độ trễ. Thì anh Tùng thấy sao về cái chuyện này? Mình thấy cũng hoàn toàn hợp lý. Khi mà chúng ta chạy tốc độ cao, chúng ta đi đèo ôm cua, thì khi mà chúng ta đánh lái, cái ánh sáng đèn nó đi theo mình thì nó sẽ có cái tầm phủ rộng ánh sáng rộng hơn và chính xác hơn. Chỉ có một điều đó là chưa có thời gian test thực tế cái khả năng chiếu sáng nó có thực sự tốt hay là không. Tại vì những cái hệ thống đèn mới sau này cũng đều được nâng cấp lên cái hệ thống đèn LED, và chúng ta cũng cần phải có thời gian trải nghiệm thực tế để biết chúng ta có cần phải nâng cấp hay không, hay nó đã đủ đáp ứng hay chưa. Tiếp theo, một cái nâng cấp khác mà em nghĩ là rất là nhiều người chơi Exciter đã trông chờ, đó là cái hệ thống treo, cái dàn phụ trước của xe dường như là đã có những cái nâng cấp nhất định. Và năm 2018 khi mà Yamaha họ ra cái xe nâng cấp giữa đời thì rất là nhiều người cảm thấy thất vọng vì Yamaha họ không có thay đổi ở cái hệ thống phụ đó. Và trên cái phiên bản Exciter mới này thì đã nâng cấp rồi. Thì đó cũng là cái điểm mà em nghĩ là rất là hay. Trong thực tế, những cái xe Yamaha không riêng gì đối với Exciter thì nó luôn có một cái hệ thống phụ khá là tiết kiệm khi mà cái kích thước nó không quá lớn. Còn đối với riêng cái phiên bản Exciter, mình cũng là một người đã từng chạy Exciter rất là lâu và cũng chạy một hai cái phiên bản. Cái phiên bản lâu nhất mình chạy đó là năm 2010. Mình đã chạy cái phiên bản đó được 77.000 km cho đến khi bán xe. Thì nó có một cái điểm yếu và có thể nói là nó hư hữu trên hầu hết tất cả những cái chiếc xe Exciter, đó chính là cái hệ thống chén cổ rất là kém. Trong 77.000 cây đó là mình phải liên tục đi siết, đi kiểm tra lại chén cổ, và cuối cùng khi mà không chịu được thì mình phải đi đến cái quyết định đó là nâng cấp cái hệ thống chén cổ khác để nó có cái thời gian bảo trì lâu hơn. Ví dụ như sau 20.000 cây thì mình mới phải bảo trì, thay vì trước đây là 5.000, 10.000 là đi siết rồi kiểm tra. Thì đối với Exciter mới, không chỉ có cái hệ thống phuộc mà cái hệ thống chén cổ, hệ thống tiếp nối giữa khung sườn và cái hệ thống chèo ở phía trước nó cũng đã được thay đổi mới. Thì mình cũng hy vọng đây sẽ là một cái điểm khắc phục được những cái điểm yếu của những chiếc Exciter trước đây. Nhất là anh em đi khi mà sập ổ gà nghe cọc 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 thì đó là do cái hệ thống chén cổ, cái điểm tiếp giáp giữa cái khung sườn xe và cái hệ thống chèo của bánh xe. Tiếp theo, một cái nâng cấp khác là em nghĩ là Smart Key, là trên cái phiên bản cao cấp hay gì đó thì nó có hai phiên bản. Một phiên bản cao thì nó sẽ có trang bị Smart Key, cũng là một cái điều mà nhiều anh em đã kỳ vọng có trên cái Exciter mới và bây giờ đã được trang bị rồi. Thì anh Tùng có nhận định gì không? Đối với mình, cái Smart Key có lẽ nó là một cái xu thế, nó đem đến cái sự tiện lợi cho người dùng, đi kèm đó là cái sự bảo mật cũng như là cái độ an toàn. Thì hiện tại vẫn chưa có một cái giải pháp nào mà nó đem đến cái sự tiện lợi hơn như là Smart Key, và
Exciter mình nghĩ rằng không chỉ là một cái chiếc xe thể thao đường phố mà nó cũng cần có những cái mục đích phục vụ, ví dụ như là cái sự tiện lợi cho người sử dụng nó. Nhưng mà em thấy là cái hệ thống Smart Key trên những cái xe Yamaha á, em thấy là cái cách mà vận hành nó, sử dụng nó tiện lợi hơn so với cái của Honda. Thì em nhớ là nếu như em nhớ không lầm thì cái của Yamaha là chúng ta chỉ cần có một cái chìa khóa Smart Key để gần, xong rồi đi tới xe, dặn cái núm và đề chạy thôi. Còn ở trên Honda thì chúng ta cần phải là đi tới cái xe, rồi bóp phanh, bấm đề, rồi mới kích hoạt cái ổ Smart Key, rồi nó mới vặn lên, rồi mới đúng rồi đề để chạy là xong. Honda thì nó có hai cái thế hệ Smart Key khác nhau, một cái thế hệ có một thế hệ xài rất là phức tạp, khi mà muốn sử dụng mà bóp phanh, nhấn đề và nhấn nút xong bắt đầu mới khởi động lại được xe. Còn cái thế hệ trước đây thì nó cũng tương tự như Yamaha bây giờ, chỉ cần gần Smart Key, nhấn ổ khóa xong rồi vặn là có thể đề được xe. Ở trên cái Yamaha Exciter 155 mới thì nó sẽ được trang bị cái động cơ mới, động cơ 155cc. Và cái điều đặc biệt mà em phát hiện là trong cái động cơ này có hai cái thứ đặc biệt, trong hệ dẫn động nói chung á, có hai thứ đặc biệt là cái VVA, là cái van biến thiên. Cái này là Yamaha họ đã theo đuổi từ rất là nhiều năm nay rồi, và cái mẫu xe thương mại phổ thông đầu tiên được trang bị cái VVA là cái Yamaha NV-X bán ở Việt Nam. Một cái tính năng nữa người ta còn hay gọi nó là cái bộ ly hợp chống trượt bánh sau á, thì cái đó là cái giúp cho khi mà chúng ta dồn số gấp thì nó không bị cái tình trạng nó trượt cái bánh sau. Thì thứ nhất là cái VVA thì nó gia tăng khả năng tiết kiệm, còn cái bộ ly hợp chống trượt bánh sau thì nó gia tăng cái sự an toàn. Thì anh Tùng có cái chia sẻ gì về những cái công nghệ này không? Đối với cái công nghệ VVA thì ở trên Yamaha Exciter đối với mình đánh giá rất là cao. Cái hệ thống van VVA nó được tối ưu và theo như chia sẻ từ nhà sản xuất thì nó sẽ có nhiều cái map khác nhau. Cái map ở đây nó sẽ can thiệp vào cái hệ thống xăng lửa, hệ thống gió để điều chỉnh cái mức sức mạnh của động cơ tùy từng cái giải khác nhau. Không chỉ là ở giải vòng tua mà nó còn tùy theo cấp số. Tức là số 1, số 2, số 3 thì nó sẽ có một cái map khác, và số 3, số 4, số 5, số 6 nó lại thêm một cái map khác, để nó sẽ tối ưu tốt hơn về cái mức công suất cho động cơ, và nó sẽ hạn chế được những cái khúc chúng ta bị thiếu hụt công suất hay là thiếu hụt mô-men xoắn, đặc biệt là những khi mà chúng ta chuyển số. Thì mình nghĩ rằng sẽ có một cái trải nghiệm về sau này khi mà chúng mình có xe và có thời gian test thực sự lâu. Hôm nay thì những anh em test xe ở Đại Nam thì nó thật sự là nó cũng không có quá nhiều thời gian để mà chúng ta có thể cảm nhận được những cái thay đổi bên trong, nhưng mà mình có một cái niềm tin rất là lớn vào những cái hệ thống công nghệ can thiệp trong động cơ này, nó cải thiện rất là nhiều. Còn cái chuyện mà tiết kiệm nhiên liệu thì thú thực là mình cũng không có đo đạc hay là cũng không có quan tâm nhiều đến cái vấn đề đó. Còn đối với cái hệ thống ly hợp trượt thì theo một cái quan điểm cá nhân của mình á, khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày nó, chúng ta đi chơi bình thường, thông thường thôi, thì cũng không mấy khi mà chúng ta được nhìn thấy cái hệ thống này hoạt động. Nhưng mà đặc biệt đối với những anh em đam mê thể thao, sử dụng cái xe theo một cái phong cách thể thao thực sự, thì ví dụ như sẽ có những cái cú phanh bằng số, ta sẽ về số rất là gấp. Ví dụ từ số 5 anh em có thể đá 1-2 số để về số 4, số 3, giảm tốc độ tức thì. Thì lúc này cái hệ thống nồi trượt này nó mới phát huy tác dụng của nó làm cho cái bánh sau không có bị trượt. Và nếu như mà cái bánh sau không có bị trượt thì nó vẫn sẽ đi theo một cái quỹ đạo và anh em có thể kiểm soát được cái chiếc xe. Còn nếu như mà khi mà bánh sau nó bị trượt thì cũng giống như việc anh em đạp phanh và cái bánh sau nó bị trượt vậy, là chúng ta sẽ có thể bị mất lái và dẫn đến nguy hiểm. Nhưng mà tất nhiên mình xin nhắc lại là không phải ai cũng có thể đạt được cái giới hạn như vậy, và nó phụ thuộc vào phong cách chạy xe của mỗi người khác nhau. Và hầu như là chỉ có những anh em mà đạt đến cái giới hạn tối đa của chiếc xe thì mới thấy hữu dụng của cái tính năng nồi trượt này. Sau khi mà nói xong về những cái nâng cấp thì chúng ta bắt đầu đi chuyển qua những cái điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng trên Exciter 155 mới đi. Cái điểm đầu tiên thì có lẽ là mấy ngày nay đang rất là sôi nổi trên mạng xã hội, và cái quan điểm của tụi mình nó cũng như vậy, đó chính là cái hệ thống ABS. Lý do thiếu hụt cái hệ thống ABS thì phía bên Yamaha đã phản hồi rất là vui, đó là đã bù lại bằng cái hệ thống nồi trượt, nó có thể giúp anh em phanh gấp mà bánh sau không bị trượt, đại khái vậy. Tận dụng tối đa cái engine braking đó. Đúng rồi, và thậm chí là để nâng cao cái trình độ lái xe của anh em, nhưng mà cá nhân mình thì nó không nghĩ như vậy, tại vì cái phần anh em chạy chiếc xe Exciter với cái performance cao rất là ít, rất là ít, mà hầu như là đều là những anh em bình thường thôi. Chúng ta thích cái cảm giác của nó và chúng ta mua. Thì đặc biệt là khi mà một cái tình huống nào đó xảy ra và chúng ta phản ứng với nó thì nhanh nhất đó là khi chúng ta phải bóp phanh. Và
tình huống càng nguy hiểm, càng khẩn cấp thì bóp phanh càng mạnh. Và bóp phanh càng mạnh thì chắc chắn là cái bánh xe nó sẽ bị bó và chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Và đó là cái lúc mà chúng ta cần cái hệ thống phanh ABS. Và đây là một cái công nghệ đã từ lâu đời nay và nó vẫn đang hữu dụng từ xe máy cho đến ô tô. Nó là một cái hệ thống an toàn. Thật sự thì đối với Yamaha thì trước cái ngày ra mắt em cũng đã có tìm hiểu. Thì theo như một số cái tin đồn thì nói là xe sẽ có ABS, nhưng mà nhiều quan điểm cho rằng xe sẽ không có ABS vào cái thời điểm xe chưa ra mắt. Những cái tin đồn mà trái ngược với nhau thì cái điều nào xảy ra nó cũng không bất ngờ với em. Tại vì nếu mà có ABS thì điều đó không bất ngờ. Tại vì trước đó Yamaha gần như là cái hãng tiên phong trong cái việc mà trang bị ABS cho những cái xe tay ga phổ thông. Đúng. Những cái xe rất rẻ tiền, ví dụ như 30 mấy triệu, chưa đến 40 triệu là đã có, đúng rồi, là đã có cái phanh ABS rồi. Cái thứ hai nghĩa là đối thủ của Exciter là cái Winner X đã có ABS từ 2 năm trước rồi. Thì không việc gì mà Yamaha họ lại không trang bị ABS trên xe của họ cả. Và cuối cùng thì họ đã không trang bị cái ABS. Đó. Thì cái điều này đối với em không quá bất ngờ. Tại vì sao? Tại vì họ đã có những quyết định rất là kỳ lạ. Chẳng hạn như là chiếc Yamaha MT-03 trước đây ra mắt và không có buộc upside down. Sau đó thì những cái xe khác, ví dụ như là R15 trang bị rất là hàm hố, buộc upside down các kiểu, nhưng là cuối cùng lại thiếu đi cái phần ABS. Họ Yamaha họ có những quyết định rất là khó hiểu như vậy, thì cái điều nào xảy ra cũng không bất ngờ với em cả. Nhưng mà thật sự là rất là đáng tiếc khi mà Exciter mới không có ABS. Đúng, tức là dưới góc độ của người dùng á, dưới góc độ của người tiêu dùng như là anh em mình chẳng hạn, thì đây sẽ là một cái điểm rất là đáng tiếc và nó sẽ làm mình suy nghĩ rất là nhiều. Thật sự, mình sẽ suy nghĩ là tại sao mà nó lại không được trang bị hệ thống phanh ABS. Với cái giá tiền chênh lệch, theo như mình nghĩ là nó sẽ khoảng từ 7 đến 8 triệu đồng so với một cái phiên bản không có ABS, ví dụ vậy. Và cái mức chênh lệch này là hoàn toàn hợp lý và anh em có thể sẵn sàng bỏ tiền ra để mua cái bản có ABS được. Thậm chí ở bên ngoài có rất là nhiều anh em đi độ thêm ABS và cái số tiền nó cũng là 10 triệu. Và anh em cũng biết rằng cái hệ thống mà chúng ta độ không thể nào tin tưởng bằng một cái hệ thống nguyên bản được. Và đây mình sẽ coi nó là một cái điểm thiếu sót rất là lớn ở trên Exciter 155 chắc chắn. Mặc dù cái chuyện giá bán hay là thị trường hay là nó đã được cập nhật rất là nhiều công nghệ đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào lấp được cái khoảng trống đó là nó thiếu cái phanh ABS được. Đó là cái quan điểm của mình. Rồi cái điểm tiếp theo nữa đó là cái phần thiết kế của Exciter 155 VVA. Có một số anh em cũng rất là trầm trồ về cái diện mạo của chiếc xe. Nhưng đối với cái cá nhân của mình á thì Exciter đã rất là nhiều lần chuyển mình, rất là thay đổi. Và cái phiên bản mà mình cảm thấy đẹp nhất là cái phiên bản 150 thế hệ đầu tiên, cũng như là cái phiên bản côn tay 4 số năm 2009-2010. Đó là cái hai phiên bản đẹp nhất mà mình, trong cái con mắt của mình, nó rất là cân đối. Còn những cái phiên bản sau này á, mình phải nói là cái phần yếm hai bên á, nó vẫn rất là truyền thống, rất là đẹp. Tuy nhiên cái phần đầu đèn nè thì nhìn nó lại không được cân đối lắm. Mình thấy nó hơi nhỏ nè, rồi nhiều góc cạnh quá. Và nó cũng không có một cái hình thù gì đó để thật sự là nó bắt mắt. Chỉ là có một cái nét gì đó hơi lạ, khác biệt so với người ta thôi. Và thật sự là mình thấy cái ngoại hình nó không quá nổi bật lên so với như là những chiếc xe khác, hoặc là so với chính những cái chiếc xe Exciter cũ trước đây. Có một cái điều khác nó cũng nhỏ thôi, đó là cái đèn xi nhan phía sau thì nó vẫn y chang như là cái những cái xe ra mắt từ năm 2015, vẫn là bóng halogen. À đúng rồi, bóng halogen, và cái vị trí nó đặt cũng khuất ở dưới. Thay vì nếu như mà bây giờ xu hướng bây giờ người ta đưa nó vô một cục và là những cái hệ thống đèn LED, nó sẽ đẹp hơn và nó liền mạch hơn. Có một cái nâng cấp nữa rất là đáng giá đối với người sử dụng bình thường, mình không nói những anh em chạy xe hiệu năng cao, chạy performance đối với Exciter, đó chính là cái hệ thống xích. Thì Exciter những cái đời trước đây á, mình có thể tự tin nói rằng cái hệ thống xích zin của nó là rất là tệ, rất là kém. Thật sự là rất là kém, chạy vài bữa là nó nhão và nó kêu. Còn Exciter 155 VVA mới, nó đã trang bị hệ thống xích mới có zin cao su chặn để hạn chế được cái bụi, hạn chế được nước đi vào những cái áp của xích. Thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một cái trang bị rất là đáng giá đối với những người sử dụng bình thường. Còn đối với những anh em mua xe về là đã thay xích, thay sên, thay tùm lum thì
nó cũng có thể là nó cũng không có nghĩa lý gì nhiều lắm. Và cái độ bền của nó thì mình nghĩ rằng hy vọng là sẽ sắp tới có anh em sử dụng xe và chúng ta sẽ tổng hợp những cái phản hồi thực tế xem cái hệ thống xích mới này nó có bền hay không và nó có êm hay không. Thì sau những cái chia sẻ thì em nghĩ là như đó cũng đã đủ để nói về những cái điểm hay, điểm dở trên Exciter mới. Đúng rồi. Anh Đồng thấy sao? Với cái mức giá của Exciter thì so với những cái đối thủ thì trong nước thì có thể là sẽ nhỉnh hơn, nhưng mà so với những chiếc xe mà nhập khẩu, những chiếc xe Underbone nhập khẩu thì có thể là cũng chưa phải là quá cao. Nhưng Exciter cũng không phải là một chiếc xe giá rẻ, và nó sẽ thực sự hài lòng khi mà anh em yêu thích những cái gì mà nó có, hoặc là những anh em đã yêu thích Exciter nhiều năm qua thì anh em có thể sẽ hài lòng cái mức giá bán của Exciter. Đó là trong cái suy nghĩ của mình. Còn trong thực tế thì chúng ta sẽ đợi cái doanh số bán của Exciter và những cái phản hồi của anh em sử dụng xe để chúng ta có thể tiếp tục chia sẻ với nhau nhiều hơn những cái thông tin về Exciter 155 VVA mới. Rồi thì chắc là talk show đầu tiên của tụi mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Anh em nào có những cái suy nghĩ gì về cái chiếc Exciter 155 VVA mới có thể để lại cái chia sẻ bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em vào những cái talk show khác nếu có. Xin chào và cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.